thành lập Hội đồng phiên dịch Tam Tạng Thánh Giáo. Hội đồng phiên dịch Tam Tạng họp tại Viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn vào những ngày 20, 21, 22 tháng 10 năm 1973. Hội đồng gồm tất cả 12 vị dưới quyền chủ tọa, thượng tọa, thích trí tịch, thượng tọa thích minh châu hội nghị thảo luận giáo diết trong mấy ngày đến phần phân công phiên dịch kinh bộ thì bộ đại bát nhã sáu trăm quyền giao cho thượng tọa thích trí nghiêm phiên dịch thượng tọa thích thiện siêu duyệt khảo lại Trước hội nghị này, tôi đã tự khởi dịch kinh này từ năm 1972, đã được gần 100 quyển. Sau hội nghị, tôi tiếp tục phiên dịch đến nay là xong 600 quyển. Hồi hướng công đức, xin đem công đức này hồi hướng về quả vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Cầu xin chư Phật mười phương hiện đang thuyết pháp và Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng rủ lòng từ bi gia hộ cho các vị tăng ni Phật tử thiện nam tí nữ xa gần đã góp phần công đức vào việc phiên dịch đánh máy ấn loát kinh đại bát nhã này đời hiện còn đây được thêm phần phước huệ thọ mạng đầy đủ dồi dào đến lúc lâm chung sẽ được vãng sanh về mười phương cõi phật được nghe các đức phật kia thuyết pháp môn thâm diệu là đại bát nhã ba la mật đa để thọ trì đọc tụng tu tập suy nghĩ cúng dường lễ bái vân vân bồi dưỡng căn lành bát nhã là hạt giống căn lành sanh đẻ ra các Phật ba đời. Cuối cùng, các Phật tử này sẽ đều được chọn thành Phật quả và Pháp cầu nguyện tất cả Pháp giới chúng sanh đều được nhờ công đức bát nhã thủ thắng này đều chọn nên Phật đạo. Ngưỡng vọng Nam mô bát nhã hội thượng Phật Bồ Tát, Ma Ha Tát chứng minh gia hộ. Nam Mô Tam Châu Cảm ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Thủ Hộ Pháp Bảo Bát Nhã này được lưu hành khắp mười phương thế giới trường tồn vĩnh viễn. Viết tại Am Hoàng Trúc thuộc Chùa Long Sơn, trụ sở tỉnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Khánh Hòa, Nha Trang, vào ngày vía Đức Phật A-di-đà, Phật lịch 2524-1980 dịch giả cần ghi ghi chú phần hành nhuận văn xin được giữ nguyên văn phong của hòa thượng trong bài này